cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. 4 điểm mới đáng chú ý sẽ được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19. Cuối giờ chiều ngày 6 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp khẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ liên quan đến một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết của Chính phủ nhằm triển khai cụ thể các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 được quy định tại Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội 15, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 vừa qua. Trước đó, tối 5 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công văn xin ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các giải pháp cấp bách phòng chống COVID-19 và ngày 6 tháng 8, Chính phủ chính thức có tờ trình về nội dung này. 4 điểm mới đáng chú ý như sau. Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với các đề xuất của Chính phủ, đặc biệt là 4 nội dung mới khác quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, Chính phủ đề xuất cho phép các Bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 đồng thời là giấy phép hoạt động. Chính phủ cũng đề nghị bổ sung thời hạn hiệu lực của nội dung này đến hết năm 2022, chỉ áp dụng trong trường hợp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo kịch bản ứng phó dịch và điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương. Do Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư, theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch. Điều này khác với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên chỉ giới hạn phạm vi ban hành thủ tục hành chính ở các nội dung được nêu trong dự thảo nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với dự thảo nghị quyết quy định việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19, bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19, do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đối với bệnh nhân mắc COVID-19 có các bệnh nền khác như tiểu đường, tim mạch, thận, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định luật bảo hiểm y tế và các quy của pháp luật khác có liên quan để bảo đảm khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước. Cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giao Thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất để bảo đảm phù hợp với bối cảnh rất nhiều địa phương đang phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt như hạn chế tập trung đông người, thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra chặt chẽ của cấp ủy ở các địa phương trong quá trình thực hiện, tránh việc lạm dụng quy định này để quyết định các nội dung không thực sự cấp bách, không trực tiếp liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.